Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rallon Fitness. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập thể lực giảm mỡ trong vòng 5 phút buổi sáng cùng với bạn Nhân 1m75, 85kg và tôi 80kg. Đây, bây giờ các bạn hãy cố gắng các bạn tập theo nha. Ráng lên nha, chỉ có 5 phút tập luyện thôi. Rồi, bấm giờ nha. 20 giây tập, 10 giây nghỉ nha. Chuẩn bị chưa? Coi giờ giùm anh luôn đi. Vô nha, bài đầu tiên. Nhảy 1, theo nè, theo, tập theo anh, tập theo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, 10 cái thôi, 10 cái thôi, khỏi bấm giờ. Chúng ta sẽ rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập bài đá chân. 1, 2, 3, co gối cao lên. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tập bài đấm tay tại chỗ. Đấm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, thở. Có bị choáng quá không? Không đúng không? Bình thường đúng không? Rồi, vô. Kéo gối, vỗ tay, tập bụng, tay ở cao ở trên. Kéo đầu gối lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, 2 phút chưa? 2 phút rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ hít thở đây, các bạn hít thở đây. Rồi, chúng ta sẽ làm vòng 2 nha. Vòng 2 thì sẽ nhiều hơn một chút. Rồi, chuẩn bị 20 cái cho mình nhá. Vô. 1, 2, 3, 4. Hết tay lên trên, hết tay xuống dưới em. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hít thở đi. Rồi. Đá chân, bây giờ chúng ta sẽ đá cao hơn một chút và nhiều hơn 2 cái. Hồi nãy chúng ta đá 10 cái, giờ chúng ta đá 12 cái. Cố gắng lên nha. Vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, các bạn thế nào rồi? Các bạn tập theo tới đâu rồi? Đuối quá chưa? Được 3 phút chưa? Rồi, tiếp tục nha. Đấm nha, hồi nãy là 10 cái đấm, bây giờ cho 15 cái đấm, bây giờ chúng ta đây. Đâu, hồi nãy là 20, bây giờ chúng ta sẽ đấm 30 cái. Vô, cố gắng lên. 1, 2, 3, 4, 5, nhanh hơn xíu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, xoay người chút nha, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, thở, mấy phút rồi, sắp hết 5 phút chưa, 4 phút rồi, vô, chuẩn bị nè, bài cuối, vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vỗ tay trên dưới, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ráng lên, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thở. Các bạn cố gắng thở. Choáng không? Có cảm thấy hơi bị choáng không? Rồi, chạy nhẹ tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, hít thở đều, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nhịp nhàng chân lên, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hết chưa? Hết 5 phút chưa? Rồi, đó là bài thể dục 5 phút buổi sáng giúp các bạn giảm mỡ dành cho những bạn đang bị thừa cân. Rồi, vươn vai đi em, vươn vai, hít thở. Rồi, sẽ có rất nhiều bạn bị choáng với cái bài tập này khi các bạn chưa quen. Rồi, sẽ có rất nhiều bạn không thể tập luyện được bài tập này. Và bạn sẽ còn một cái chương trình lịch tập riêng tại Rallon Fitness. Rồi, xin chào, hãy vươn vai hít thở nha. Cố gắng lên hôm sau nha. Bye bye.